Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt vòng lặp for, while và do while trong ngôn ngữ lập trình C. Mình sẽ mở phần mềm CFI lên để demo cho bạn xem ha. Đầu tiên mình sẽ nhấn Ctrl N để mở một chương trình mới lên. Sau đó mình sẽ viết một cái chương trình ha. Ví dụ tính tổng các số từ 1 đến N. Tiếp theo mình sẽ khai báo hai cái thư viện thăng include stdio.h và kenio.h. Tiếp theo mình sẽ khai báo hàm main kiểu là integer. Trong hàm main này mình sẽ khai báo các biến kiểu là integer, gồm có biến n là số mà người dùng sẽ nhập vào, biến y để chạy trong vòng lặp và biến s để chứa giá trị tổng ha. Mình sẽ gán s bằng 0 luôn. Ok, sau đó mình sẽ yêu cầu người dùng nhập vào giá trị n ha, print f nhập n và scan f phần trăm d truyền giá trị, gán vào giá trị và n. Ok, sau đó mình sẽ sử dụng vòng lặp để cho y chạy từ 1 đến n và tính tổng s ha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng vòng lặp for. Mình sẽ cho y chạy từ 1 cho đến n, y nhỏ hơn hoặc bằng n và y cộng cộng. Đó, thì trong vòng lặp for này nó sẽ có 3 biểu thức ha. Cái biểu thức thứ nhất là mình sẽ đưa giá trị y vào. Biểu thức thứ hai là mình sẽ set điều kiện y. Và biểu thức thứ ba mình sẽ tăng giá trị y lên ha. Ok. Đó. Trong vòng lặp for này mình sẽ thực hiện các lệnh sau. S bằng s cộng y ha. Thì các bạn có thể viết tắt là s cộng bằng y. Và mình in ra giá trị y, print f phần trăm d truyền giá trị y vào. Kết thúc vòng lặp for, mình sẽ in ra màn hình giá trị tổng. Tổng là đưa s vào. Ở đây mình sẽ cho xuống hàng. Kết thúc chương trình, mình sẽ sử dụng lệnh get ch. Ok, mình sẽ chạy thử chương trình này cho bạn xem ha. Ví dụ mình nhập n bằng 10. Đó. Thì tổng nó sẽ là 55 ha. Ok. Rồi. Thì đây là cấu trúc của vòng lặp for. Thì for nó gồm 3 biểu thức. Biểu thức thứ nhất là mình đưa giá trị y vào. Biểu thức thứ hai mình sẽ set điều kiện. Và biểu thức thứ ba mình sẽ tăng giá trị y lên ha. Ok. Thì từ for các bạn chuyển sang while. Mình sẽ sửa lại là while ha. Y. Sau đó cái biểu thức thứ nhất y bằng 1, mình sẽ đưa y lên đầu, y bằng 1 và xóa biểu thức thứ nhất đi ha. Biểu thức thứ hai là biểu thức điều kiện, mình sẽ để lại. Và biểu thức thứ ba y cộng cộng, mình sẽ đưa nó vào cuối của vòng lặp y, y cộng cộng ha. Ok, đơn giản vậy thôi. Các bạn chỉ việc giữ lại cái biểu thức thứ hai trong vòng lặp for, còn cái biểu thức thứ nhất mình đưa lên đầu
Và biểu thứ thứ 3 mình đưa vào cuối vòng lặp for, vòng lặp while. Ok, mình sẽ chạy thử chương trình cho bạn xem ha. Đó. Ví dụ mình nhập n bằng 10. Ok. Rồi từ vòng lặp while các bạn sẽ chuyển sang do while rất là dễ dàng ha. Mình chỉ việc cắt cái dòng while đầu tiên, sau đó mình đưa xuống vị trí dưới cùng và mình cho nó chấm phẩy. Sau đó mình sẽ gõ thêm chữ do vào trước vòng lặp. Ok. Đó, mình sẽ chạy thử cho bạn xem. Đó, ví dụ mình nhập n bằng 10 ha. Ok. Rồi, đây là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.